Dạ, kính chào quý cô chú và anh chị. Lại là em đây, em là Nam. Kênh YouTube của em là Cu Đất đây. Và lời đầu tiên cho Nam kính chúc quý cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào nè, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt ạ. Hôm nay Nam lại mời quý cô chú và anh chị cùng Nam đi về thị xã Cai Lậy để cùng tham khảo một cái căn nhà lốc thái. Tổng diện tích là 2.250 m², trong đó là có 300 m² thổ cư, nhà là xây dựng 290 m², đã hoàn công rồi. Và chiều ngang của thửa đất là 30 m, tiếp giáp với đường nhựa nha quý cô chú và anh chị. Đường này là đường huyện luôn, mặt tiền đường huyện luôn. Đường này còn mở rộng nữa, mở rộng cho chắc là tới cái hàng rào luôn. Thì cái chiều dài tổng nó là 75 m và hậu nở chút xíu, cái hậu có nở ra một chút xíu đó nha quý cô chú và anh chị. Chiều ngang 30, chiều dài 75, nở hậu luôn. Thửa đất thuộc thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và chủ giao bán căn này chỉ có 6.800.000 đồng thôi quý cô chú và anh chị. Chỉ có 6.800.000 đồng thôi quý cô chú và anh chị thích về mua ngay nha. Đất thị xã từ đây chúng ta ra trung tâm thị xã chỉ có mất 5 cây số luôn, 5 cây số là ra tới chợ luôn. Và ở đây chúng ta đi ra cái đường tỉnh 868 thì có 700 m thôi quý cô chú và anh chị. Chúng ta đi chợ bằng xe máy chỉ có 5 phút thôi, 10 phút là chúng ta đi và về luôn rồi. Ở đây thì mọi tiện ích xung quanh đều có hết nha quý cô chú và anh chị. Chúng ta đi về Sài Gòn chỉ mất 100 cây số thôi, đi đường tránh thị xã và đường dẫn lên cao tốc chúng ta xuống ngay đường tránh của thị xã luôn. Nó rất là thuận tiện, đi về bằng xe ô tô rất là thuận tiện, cái đường này đi một mạch là chúng ta về đến nơi rồi, rất là dễ đi luôn. Thì cái đất ở đây á, đất thị trường của cái khu vực này, cái tuyến đường này á là 200 triệu một mét ngang, mà cái chiều sâu của người ta chỉ có 40 mét thôi. Còn cái thửa đất này chịu sâu đến 75 m, nó cái giá là 200 triệu một mét ngang. Thì nó đối với thửa đất này thì rất là rẻ nha, cái chiều dài nó quá trời dài luôn. Còn được một cái nữa, chúng ta có 300 m² thổ cư nè. Thổ cư hiện tại bây giờ đóng của thị xã nó giá cũng hơi cứng à, cũng hơi cấn đó quý cô chú và anh chị ơi. Đặc biệt có thêm cái nhà người ta cất sẵn nữa, rất là đẹp, rất là chắc chắn và kiên cố. Mua cái này thì chúng ta chỉ về việc về dọn vô dở thôi. Và Nam cũng thông tin thêm thì chủ bán nhà trống nha mấy cô chú và anh chị, không bao gồm nội thất và không có những cái cây mai ở đằng trước luôn, chỉ có một số cây mít và vài cây sầu riêng ở phía sau thôi quý cô chú và anh chị. Thì đối với những cái căn này chúng ta về chúng ta set up lại theo ý của chúng ta, theo ý của quý vị cho nó đẹp đó. Bây giờ là dễ lắm, có kêu thợ lại là người ta làm một phát một là tuyệt vời ông mặt trời luôn đó quý cô chú và anh chị. Rồi bây giờ Nam sẽ đi vào cái phần nội thất ở bên trong nè quý cô chú và anh chị ơi. Nói chung là đèn đuốc máy lạnh người ta để lại ha, nội thất đồ gỗ trong nhà thì người ta dọn đi, cái nào dính trong tường thì để lại, cửa để lại, bộ ghế này người ta đem đi nè, rồi mấy cái tủ nữa người ta đem đi luôn đó. Gạch thì người ta đã chọn những cái loại gạch mà căn nhà như thế này thì người ta chắc chắn sẽ chọn những cái loại gạch mà chất lượng cao rồi đó. Gạch ở trong nhà thì rất là đẹp ha, nhà không có thấm, không có dột, không có bị thấm nha quý cô chú và anh chị. Thì điều đó là nhà đó là nhà rất là chất lượng rồi. Ở trên phần mái ở trên người ta đổ luôn rồi mới lợp ngói lên. Thì cái dãy này là dãy phòng nè, giống như cái khách sạn luôn, hai bên mỗi bên hai phòng, tổng là 4 phòng. Ở phía sau có 2 cái toilet, rồi cái phòng ăn ở phía sau, cái không gian bếp ở phía sau cũng rất là rộng luôn. Rồi tiếp tục đi thẳng ra sau chút xíu nữa là sẽ có cái khu vườn mít và hai cái ao cá nhỏ, mà trong đó thì có rất nhiều con cá to luôn quý cô chú và anh chị. Cái khu bếp là rất là rộng nè, đó chưa, không có một vết thấm luôn quý cô chú và anh chị, rất là đẹp luôn. Và toàn bộ căn này chủ bán chỉ có 6.8 thôi quý vị ơi, 6.8 ha. Quý cô chú và anh chị ưng ý thì alo cho Nam gấp nha, 6.8 để chủ đổi ý á, ổn. Đó, đây là 2 cái toilet nè, nhà thiết kế theo cái phong cách rất là đẹp, rất là rộng luôn. Đó, Nam đi vào cái căn nhà này rất là thích quý cô chú và anh chị thích thì quan tâm á thì alo nha. Alo cho Nam dẫn quý cô chú và anh chị về chúng ta gặp chủ và chúng ta thương lượng cái giá luôn. Đó. Rồi cái khu vườn phía sau nè, mít ổi, rồi có vài cây sầu riêng, có 2 cái ao thật là nhỏ nhưng mà có những cái con cá rất là to ở dưới luôn. Nam thấy rồi, cá to lắm, thầy tượng con nào cũng lấy 3-4-5 kg không, cá dồ con nào cũng lấy bành kia luôn đó, 3-4-5 kg một con thôi mà quý vị ơi. Rồi đến đây thì Nam xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị trong video tiếp theo. Và trân trọng cảm ơn quý cô chú và anh chị đã xem hết video clip này và cũng như đã ủng hộ kênh của Nam trong suốt thời gian qua nha.